Xin chào cả nhà, ngày hôm nay mình lại tiếp tục tới nhà vườn của anh Châu ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre để quay giao lưu với cái nhà một số mai ghép mình về mình chơi Tết nha. Rất mong cái nhà mình xem tham khảo. Dạ em chào anh Châu. Dạ chào anh, chào dạ. Cô chú anh chị, em tên Khánh Châu, địa chỉ của em là ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Tre. Số điện thoại liên hệ của em là 0911531741, cũng số Zalo của em luôn ạ. Dạ. Hôm nay em xin giao lưu cô chú anh chị mình một số mai ghép để về cho cô chú anh chị mình chơi Tết. Hoặc dạ. Kinh doanh bán lại. Dạ. Thì rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. À, cái loại đầu tiên á là cái mai giảo Thủ Đức. Dạ. Cái này em ghép được gần 2 năm rồi. Dạ, gần 2 mùa rồi cả nhà ơi. Đây cả nhà. À, cái này thì thông số chiều cao mình lấy khoảng chừng bao nhiêu anh Châu? Cái này cỡ 2 găng tay mình ăn lên á. Dạ, khoảng 40 trở lên dạ. Hết anh. Cái tán ngang nó cỡ 35-40. Dạ, nút nụ thì quá chừng luôn nè cả nhà. Cây nào cái nấy nút nụ quá chừng luôn. Thân mình cũng uống lắc lượn nè cả nhà, để mình xử lý đa dạng hết nha cả nhà. Ôi coi chừng nó rớt nha. Cái này kiểu như là mình giao lưu combo 5 cây ha anh Châu. Dạ, cái này em giao lưu combo 5 cây 350 ha. Dạ. Cứ phí vận chuyển tới nhà cho cô chú anh chị mình luôn. Dạ, cái quanh này mình lấy chắc ngón giữa ngón cái ha anh Châu. Ngón dạ. Giữa cỡ ngón giữa trở lên ha. Cỡ ngón tỏ ngón dạ. Cái ha. Dạ, rồi để xử lý đa dạng hết. Tức là 5 cây như vậy thì anh Châu sẽ giao lưu với giá là 250 ha. 350. 350 giá mình bao ship luôn nha cả nhà. Rồi ở đây bao vận chuyển tới nhà cho cô chú anh chị mình trên toàn quốc luôn ha. Dạ, thân mình cũng uống lắc lượng nè cả nhà. Thì số lượng nhiều không anh Châu? Cái số lượng này em còn khoảng chừng 300 cây anh. Dạ còn khoảng chừng dạ. 300 cây. Cứ 5 cây như vậy là nhà vườn cho lưu giá là 350 bao ship nha cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo, nhà vườn có số lượng. Cả nhà lấy số lượng thì cứ liên hệ nhà vườn, số điện thoại mình để bên góc trái màn hình bên đây nha cả nhà. 5 cây này kiểu như là 5 cây mẫu thôi anh Châu. Dạ. Dạ, rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Cái loại tiếp theo á là giao lưu cô chú anh chị mình mai đại lộc ha. Dạ. Cái này em ghép cũng gần được 2 mùa. Dạ. Dạ, cái này em giao lưu combo cô chú anh chị mình 5 cây. Dạ. Cũng giá 350 luôn. Dạ, đồng giá luôn cả nhà. Dạ. Thông số mình lấy chiều cao khoảng chừng bao nhiêu được anh Châu? Cái này rồi đúng nụ cả nhà. Cỡ 40 cm ha. Dạ, chiều cao nó cũng cỡ Thủ Đức hồi nãy hen Châu. Dạ. Dạ. Thước này nè em. Rồi. Cái này 45 luôn nè. Dạ rồi, mình lấy là 40 là 40 cái thông số thấp nhất đó cả nhà. Còn cái tán ngang này khoảng chừng bao nhiêu được anh Châu? Cái tán ngang này nó 1 gang 3 tấc rưỡi 4 tấc á. Dạ, nút nụ thì thôi quá chừng nút nụ luôn cả nhà. Đại lộc nút nụ cũng dữ dằn lắm nha, nụ từ trong thân ra ngoài luôn. Còn cái hoành gốc chắc cũng cỡ lô Thủ Đức nãy ha anh Châu. Dạ. Dạ, để không xử lý đại dạng. Cái. Dạ rồi, đây cả nhà, mình giao lưu combo 5 cây như vậy là 350.000 giá nhà vườn mình bao ship. Anh Châu ơi, thì kiểu như là mình lấy cây này cây kia miễn cùng một lô, ví dụ như mình lấy 2 cây Thủ Đức hay là 3 cây đại lộc, đủ 5 cây là nhà vườn bao ship ha anh Châu. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Cứ 5 cây vậy là 350 nhà vườn bao ship cả nhà. Mình có hai giống mai ha. Giờ Thủ Đức với là đại lộc nha cả nhà. Nút nụ thì thôi quá chừng nút nụ luôn anh Châu ơi. Ha, nụ nó sai ghê ha anh Châu. Dạ, nụ từ trong thân. Dữ lắm à. Dạ, từ trong thân ra luôn nữa nha. Cây nào như cây nấy. Thì số lượng đại lộc này mình có nhiều không anh Châu? Số lượng đại lộc này em còn khoảng chừng 100 mấy cây. Dạ, còn khoảng chừng 100 mấy cây nha cả nhà. Rồi đây cả nhà cứ liên hệ số điện thoại nhà vườn mình để bên góc trái màn hình bên đây thì anh Châu có thể lựa cây cho nhà mình tham khảo, gửi qua Zalo cả nhà. Rồi cả nhà thấy ưng ý thì cả nhà chốt đơn hay nhận hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha cả nhà. Rồi đây cả nhà mình tham khảo nha. 5 cây như vậy là 350.000 nhà vườn bao ship nha. Cái loại tiếp theo á là giao lưu cô chú anh chị mình mai giảo Thủ Đức ha. Dạ. Cái này em ghép được 2 mùa rồi. Dạ rồi, 2 mùa cả nhà. Ở cái thông số sao đây anh Châu ơi? Giảo Thủ Đức cả nhà. Thông số. Dạ. Ngoài những cây trên clip thì nhà vườn có số lượng nha cả nhà. Cái này 55 ha. Chỉ cả 55, cặp này chứ cũng cỡ luôn á ha anh Châu. Dạ, 50. Dạ. 55. Cái thông số nguyên lô mình lấy khoảng chừng bao nhiêu được anh Châu? Dạ, nguyên lô lấy từ 50 đi. Rồi, 50 trở lên dạ. Đi ha anh Châu, 50 cho tới 55. Cũng có vài cây nó cũng cao hơn ha anh Châu. Cao hơn 60 luôn. Dạ. Dạ. Còn cái tán ngang này bao nhiêu anh Châu? Để em đo tán ngang. Kiểu như là mình lên vài cây cả nhà mình tham khảo nguyên luôn cái nha. Tán ngang này 40 ha. Dạ nó cũng cỡ cỡ nhau cả nhà. 40. Dạ. Nút nụ thì thôi quá chừng nút nụ luôn đây cả nhà. Rồi rồi, đây cả nhà, nhánh nào không có nút nụ á. Có mắt lá là có nút nụ hả cả nhà. Còn cái hoành gốc này để em coi kìa. Hoành này chắc cũng cỡ ngón giữa được anh Châu ha. Ngón giữa nó. Ngón giữa tới ngón cái. 7 8. Dạ. Để xử lý đa dạng hết nha cả nhà. Thì như vậy mình cho lưu với giá là bao nhiêu cây anh? Dạ, cái này em để cho cô chú anh chị mình về chơi Tết có 250 cặp ha anh. 250 dạ. Cặp là giá bao ship hả anh? Dạ, cái này một cặp em gửi hàng 4 cây em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị mình tới nhà luôn ha. Rồi, như là hai cặp nhà vườn mình sẽ bao ship cho cả nhà ha. Còn một cặp như vậy mình gửi thì cái tiền ship khoảng chừng bao nhiêu anh Châu? Dạ, tiền ship nó 50.000 anh. Dạ rồi. Dạ. Vậy là khoảng là 300.000.
300 ngàn phải không Trang? 300 ngàn thì mình được một cặp. Dạ. Là giá đó đã bao ship rồi. Dạ, dạ. Dạ. Rồi còn 500 ngàn là mình được hai cặp, giá đó cũng đã bao ship rồi. Đây cả nhà mình tham khảo. Số lượng mình còn nhiều không anh Trang? Số lượng này em còn khoảng chừng 200-300 cây à. Dạ, cả nhà lấy số lượng sẽ có giá tốt nha cả nhà. Rồi cả nhà mình tham khảo cô nha. Cô chú anh chị mình đến tận vườn tự chở để cho cô chú anh chị mình 100 ngàn cây. À, loại vườn là một cứ loại vườn là lấy là 100 ngàn cây. Dạ đúng rồi. Ít nhiều gì cũng vậy hết. Dạ. Nhiều nữa thì giá rẻ nữa ha anh Trang. Dạ, nhiều nữa giá rẻ nữa. Dạ rồi, rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. À, cái loại tiếp theo á là giao lưu cô chú anh chị mình may ghép Thủ Đức ha. Dạ. Cái này em ghép được 2 năm rưỡi rồi. Dạ. Rồi thông số làm sao đây anh Châu? Cái gốc mình cũng khá khá lớn rồi cả nhà. Em đo cái. Mình ghép được 2 mùa rưỡi. 8 ha. Dạ. Hoành 8 ha. 8. 8 luôn. Rồi 8 luôn cả nhà, để mình đính ngón tay vô cả nhà mình dễ hình dung, nó bự hơn con cái mình cả nhà, để cũng xử lý đa dạng hết nè cả nhà. Rồi để cục để cũ nè. À, cái chiều có số 7 nha cô chú anh chị. Vậy là mình lấy từ 7 tới 8 đi ha anh Châu à. 8 7 8. Dạ. Dạ. Rồi đây cả nhà, như cỡ này thì là cỡ lớn của cái lô rồi nha cả nhà. Đây cái cây. Vậy là nó cỡ ngón tay cái của em á. Rồi thêm cây nữa đi. Gốc nhỏ nè. Đây đây. Nhỏ nhất dạ. Là 7 ha. Đây. Nhỏ nhất là 7. Vậy là cỡ ngón tay giữa đi cả nhà. Còn hoành thân cũ nó bự lắm. Dạ, hoành cũ thì nó cũ nở rồi cả nhà. Dạ. Rồi 4 15. Dạ. Rồi mình để hai cây dễ coi hơn ha anh Châu. Rồi cho nó trống nữa cả nhà. Rồi bây giờ mình tham khảo tới cái chiều cao cái tán ngang nha cả nhà ơi. Dở Thủ Đức 2 mùa rưỡi ha. Cái này chiều cao nó 60 ha cô chú anh chị. Dạ. Đây. Thôi nó nút nụ cả nhà. 60, nhìn đá ghê không? 70. Chiều cao vậy mình lấy từ khoảng nhiêu anh? 60 em. 60 tới dạ. Cho tới 70 đi ha anh Châu. 60 65 đi. Dạ. Rồi cái tán ngang này khoảng chừng nhiêu anh Châu? Anh cho đo giúp em luôn ha. Tán ngang cái này à. Nhà vườn mình may ghép mình làm Thủ Đức nhiều ha anh Châu à. Dạ, đa số Thủ Đức thì nhiều anh. Dạ. 45. Rồi. Nó 45. Nụ nhìn đã quá đã. 45 50 á. Dạ. Nút nụ nữa nha. Trời ơi, Thủ Đức nụ nhìn đã ghê, cái nhà Tết nó nở bông nhìn đã lắm đã luôn á. Rồi như cái này mình vô theo cặp hay sao? Dạ, cái này cặp em để cho cô chú anh chị mình 300 ngàn ha. 4 cây em bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn. Rồi, vậy là hai cặp nhà vườn bao ship. Còn một cặp như vậy thì là 300 ngàn. Dạ 300 ngàn. Dạ. Phí ship một cặp về là 50 ngàn nha cô chú. Dạ rồi. Rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Tức là cái lô này thì nó nhỉnh hơn cái lô hồi nãy là 25 ngàn một cây đó cả nhà. Ha anh Châu. Dạ, nhỉnh hơn 25 ngàn một cây. Ghép nó già mùa hơn chút. Dạ. Cây nó to hơn. Cây nó cũng to hơn chút, cũng dạ. Là 90 hơn cả nhà anh Châu. Dạ, dạ. Rồi mình giao lưu cũng có nhiều mức giá rồi cả nhà mình tham khảo nha cả nhà. Loại tiếp theo á là giao lưu cô chú anh chị mình cũng may Thủ Đức luôn ha. Dạ. Cái này em ghép được 3 năm rồi. Rồi 3 năm cái nhà, nhỉnh hơn nữa nha cái nhà. Rồi già mùa hơn nữa nha. Cây to hơn ha. Dạ. Cái rồi mình tham khảo cái thông số cả nhà. Đo thông số chịu. Dạ. Ở đây có mấy khúc lá nó già này nó rụng không sao hết cả nhà ơi. Cái hoành thân này 8 ha. Dạ. Hoành là 8. Rồi đây cả nhà. Vậy là cái lô này bự hơn con cái mình không hả anh Châu à? Dạ, lô dạ. Này bự hơn. Rồi cái cũ nữa cả nhà. Cái này 10 ha. 8 tới 10. Rồi từ 8 tới 10 luôn. Để em quay gần gần cái nhà mình xem. Như cái này là 10 luôn rồi cả nhà. Trời ơi, còn cái chiều cao anh Châu. Chiều cao. Cái này nằm chậu 2 thước rưỡi lận cả nhà. Những hàng chậu xi măng thì mình sẽ bó bầu nha cả nhà. Cái này 70 ha. Dạ. Em lấy từ 70 lên. 65 đi. 65 rồi. 70. 65 70. Dạ. Có mấy cái hồi gió nó cũng nở mấy hôm rồi cả nhà. Còn cái tán ngang. Trời ơi nụ. Tán ngang của nó 50 60 ha. Dạ. Kinh khủng nụ luôn đó nha. Giờ mùa nụ đã. Tán ngang là 50 60. 50 60. Giờ thân mình cũng uống lắc lượng nữa nha, uống nhắn lông lắc lượng nè ha. Rồi như vậy thì mình vô lưu làm sao anh Châu? Dạ cái này để cho cô chú anh chị mình 250 một cây. 250 một cây. Dạ, một cặp 500 ngàn em bao phí ship cho cô chú anh chị mình tới tận nhà luôn ha. Dạ rồi. Cả nhà ơi, nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán á cả nhà. Cả nhà cứ liên hệ anh Châu, cả nhà xuống thọ mình để bên góc trái màn hình bên đây nè cả nhà. Anh Châu có thể lựa cho cả nhà vài cây mình tham khảo. Rồi nhận hàng kiểu như là kiểm tra đúng cây như anh Châu gửi trên clip anh Châu ha. Thì cả nhà nhận hàng thanh toán giúp nhà vườn ha. Còn những cây trên clip này thì kiểu như là mình giới thiệu cho cả nhà mình tham khảo ở hình dung ở cái thông số rồi với lại cái những cái giống mai của nhà vườn đang có thôi nha cả nhà. Quá chừng nút nụ luôn. Bên số đây, lượng này em còn khoảng chừng 500 cây cô chú anh chị. Còn 500 cây có số lượng. Rồi cả nhà lấy số lượng thì có giá tốt cho cả nhà luôn nha cả nhà. Giỏ Thủ Đức là hàng chủ lực của nhà vườn mình ha anh Châu. Dạ chủ lực. Quá đẹp luôn cả nhà ơi. Cây lớn lắm. Ví dụ như anh Châu cầm lên một cây giúp em thử cây. Rồi đây cả nhà. 250 cây hả anh Châu? Dạ 250 cây. Cứ lần cặp bao ship ha. Dạ một cặp bao phí ship. Rồi hai cây như vậy. Rồi hai cây như vậy nha. Chơi Tết vô tư à. Hai cây như vậy 500 ngàn chơi Tết vô tư không?
một năm trời mình á, mình mua cặp về mình chơi là quá tuyệt vời luôn. Cả nhà mình về mình thay chậu ha, rồi cả nhà mình tham khảo nha. Dạ, cuối clip chúc cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe, rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú anh chị ạ. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha, rất mong cả nhà mình ủng hộ nhà vườn anh Châu nhé nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.